Rồi và đây là trận đấu đầu tiên của bạn H nha mọi người, Lâm Thiên và F1 nha. Số 2 với số 3 đánh trước. Bác môn bị trượt rồi, không có dùng nữa nọ à, không có dùng bắt bộ. Ad bộ đã bị dính một cái chân giới. Dính thêm một cái chân ngọc rồi, rất là nhiều chân luôn. Rồi, như vậy là xin chúc mừng Lâm Thiên đã giành chiến thắng và ghi được 3 điểm đầu tiên trong bảng đấu này. Xin chúc mừng Lâm Thiên. Rồi, trận đấu thứ hai của bạn H nha mọi người, Chiến binh và Kelly 237. Kelly 237 là của Jackie Chan, mình nhầm là Jackie 96 không phải nha. Jackie Chan. Hai ông đều là Lắc Jackie nhưng mà hay là chỗ khác nhau. Wow, Jackie, wow, dùng cái ám khí tăng 18% nội công, có nghĩa là cái đam của Kelly cũng khá là cao đó nha. Wow. Dính một cái chân liên rồi ạ. À. Năm nay Nga Mi có thể hơi toàn. Không có năm nào Nga Mi vô ấy. Không có năm nào mà Nga Mi vô hết trơn. Không có năm nào Nga Mi vô top 6. Không có năm nào Nga Mi vô top 8 luôn. Rồi như vậy là xin chúc mừng Chiến binh đã giành chiến thắng và ghi được 3 điểm đầu tiên trong bảng đấu này. Xin chúc mừng Chiến binh. Rồi, tiếp theo sẽ là trận đấu của F1 và Kelly 237 của bạn H nha mọi người. Có hiệu lệnh bắt đầu luôn rồi đó. F1 bị hấp thu rồi ạ. F1 đã bị dính một chiếc chân ngọc, một chiếc chân giới, khá là đen luôn. Dính thêm một cái chân liên nữa rồi. Đa mũ Kelly cũng to phết chứ. Nhưng mà chưa có chiêu quân. Rồi bây giờ mới chiêu quân nè. Bất tỉnh nhân sự luôn rồi. Xin chúc mừng Kelly 237 đã ghi được 3 điểm đầu tiên. Xin chúc mừng Kelly 237. Rồi, trận đấu tiếp theo sẽ là trận đấu giữa Chiến binh và Lâm Thiên nha mọi người. Chiến binh là tinh túc ở phía bên tay phải của mọi người. Lâm Thiên là tiêu dao ở phía bên tay trái nha. Đã có lệnh bắt đầu rồi. Trận này cũng là trận quyết định luôn á. Ai mà giành chiến thắng là sẽ có khả năng đi tiếp rất là cao luôn. Cả hai đều dính tu rồi ạ. Bên là người Lâm Thiên là người giành quyền combo trước. Đã bị dính một cái trình văn học. Hình như là dính thêm một cái trình ngọc nữa.
Ồ, đã chụp lại rất là hay. Bây giờ bắt đầu đặt bát trận đồ. Đầu tiên trận luôn. Thiên BK khá là hay luôn ạ. Xin chúc mừng Lâm Thiên đã giành chiến thắng và ghi thêm được 3 điểm cho mình. Xin chúc mừng Lâm Thiên. Rồi, trận đấu tiếp theo của bạn H nha mọi người, giữa Chiến Binh và S1 Nhẫn đã bắt đầu rồi ạ. S1 Nhẫn đang bay lên luôn. Chiến Binh là người tàng hình trước, S1 Nhẫn tàng hình sau. Wow, Chiến Binh nhảy rất là cao nhưng mà S1 vẫn khóa chúng nha. Ok. Đã bị dính bát môn, đã hôn mê S1 rồi. Đợi mình xíu, mình coi ra nhắn tin gì nè. Cáp mô công nhưng mà bị nhưng mà cắn lắc mà sao mà cáp mô công được ta. Chiến binh đã ăn rất là nhiều trùng. Đợi xíu là mình đang trả lời tin nhắn khách hàng xíu á. Ô, có một ăn chân liền rồi nè. Mới này dậy ăn cái chân liền luôn. Chân ngọc nữa rồi. Cái cục đã tàn hình rồi à. Đã bút đàm tiếu hay bách bộ xuyên dương. Chính tại những công. Wow, chúng mình nhảy cao thế nha. Đây là bút thêm một cái đàm tiếu nữa. Bút cái chiêu võ hồn lên rồi. Mình trận này là S1 đã giành chiến thắng à. Xin chúc mừng S1 đã ghi được 3 điểm đầu tiên trong bảng đấu này của mình. Xin chúc mừng S1 Nhẫn. Trận đấu cuối cùng của bảng H giữa Lâm Thiên và Kelly 237 chính thức bắt đầu rồi à. Kelly là Nga Mi bên phía tay phải của mọi người. Lâm Thiên là Tiêu Dao bên phía tay trái. Nguyệt Lạc Tây Sơn à. Kelly đang bị dính nhân hai. Wow, giật một khúc máu luôn à, quá là nhanh luôn. Như vậy là xin chúc mừng Lâm Thiên đã giành chiến thắng và đi tiếp với 9 điểm tuyệt đối. Xin chúc mừng Lâm Thiên.